Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về hóa lớp 8 nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về cách cân bằng phương trình hóa học lớp lớp 8. Thì để cân bằng phương trình hóa học lớp 8, các bạn phải nhớ những kiến thức nền sau đây. Thứ nhất, đó là kim loại. Khi kim loại, các bạn nhớ giúp mình nó có hóa trị 1, 2 và 3. Ok chưa? Phi kim thì các bạn nhớ giúp mình có hóa trị 5, 6, 7. Được chưa ạ? Còn thằng 4 là thằng trung gian, hay còn gọi là BD, là vừa có thể là kim loại, vừa có thể là phi kim. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ về kim loại, ví dụ như Na, natri hóa trị 1, kim loại. Ca hóa trị 2, kim loại. Mg hóa trị 2, kim loại. Phi kim thì mình sẽ lấy ví dụ như phosphor hóa trị 5, lưu huỳnh hóa trị 6 hoặc hóa trị 4. Được chưa? Đó là phi kim. Vậy để làm sao biết được hóa trị của nó để suy ra nó là kim loại hay phi kim, thì mình nhớ đến dãy kim loại nữa. Dãy kim loại nha các bạn, đây là dãy kim loại nha. Rồi dãy kim loại thì mình viết dưới đây, thì các bạn nhớ học thuộc giúp mình. Dãy kim loại thì được học dễ như sau, thì được viết thành khi nào cần may áo giáp sắt, khi nào cần may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng phi ông. Được chưa? Khi nào cần may áo giáp sắt, khi nào cần may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Làm ơn làm phước, các bạn hãy học thuộc cái câu này giúp mình để các bạn nhớ. Đây là những kim loại cần phải nhớ. Khi nào cần may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Khi nào cần may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Khi nào cần may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Được chưa? Khi là K, nào là Na, cần là Ca, may là Mg, áo là Al, giáp là Sn, sắt là Fe, nhớ là Ni, sang là Sn, phố là BP, hỏi là H, cửa là Cu, hàng là HG, á là AT, phi là BT, Âu là AU. Được chưa? Đây là dãy kim, mình viết ra luôn này. Na, Ca, Mg. Khi nào cần may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Khi dựa vô đây, các bạn sẽ nhớ được những cái kim loại. Thì những cái thằng nào mà nằm ngoài đây thì các bạn có thể định định hướng được nó là phi phi kim. Được chưa? Rồi tiếp theo, đó là để cân bằng phương trình hóa học của lớp 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 8, thì các bạn nhớ giúp mình thứ tự cân bằng nha các bạn. Có nhiều cách để các bạn có thể cân bằng lẹ, nhưng mình chỉ nhớ đúng cái cách này là dễ nhất. Đó là thứ nhất, cân bằng nhóm trước. Nhóm thì các bạn nhớ nhóm OH nè, nhóm SO4 nè, nhóm CO3 nè, nhóm SO3 nè, nhóm NO3 nè, nhóm PO4. Được chưa? Đây là những cái nhóm cơ bản nhất. Nhóm OH, nhóm SO4, nhóm CO3, nhóm SO3, nhóm NO3, nhóm PO4 là những cái nhóm cơ bản nhất nha các bạn, cơ bản nhất của chương trình hóa lớp 8. Rồi sau khi nhóm rồi tới kim loại nè, rồi tới phi kim nè, rồi tới hydro nè, rồi tới oxy. Nếu không có nhóm thì cân bằng kim loại, rồi tới phi kim, rồi tới hydro, rồi tới oxy. Và các bạn cần phải nhớ kiến thức này nữa: nhóm kim loại, phi kim, hydro, oxy. Rồi bắt đầu mình cân bằng nha các bạn, mình cân bằng thì bắt đầu đây, mang nhê khi nào may áo nè, may nè, để chưa, vậy là kim
kim loại thì cái này rất là dễ. 1 1 què oxy 2 đây 1 nhân nhân 2. Thì đây thêm 2 thì mang dây của mình cũng phải thêm thêm 2. Ok chưa? Vậy là 2 1 2. Rồi, tương tự ở đây kim loại hiđro oxy có kim loại hiđro và oxy thì các bạn sẽ cân bằng kim loại trước, nhóm kim loại phi kim nhóm kim loại phi kim hiđro oxy kim loại trước K1 1 què. Được chưa? Rồi, bắt đầu nhìn vô hiđro 2 mà đây 1 với 2 là 3 gây 2 rồi. Cái đây 1 các bạn thêm 2 giúp mình để cho thành số chẵn trước. Được chưa? Vậy là ở đây có kali mình đã lên 2 thì đã thêm 2. Được chưa? Rồi điểm hiđro 2 với 2 là 4 mà đây mới 2 thêm 2. Được chưa? Thì đối với cái phương trình này các bạn có thể là viết nha các bạn. Các bạn có thể dùng cách thứ hai nha. K cộng H2O K cộng H2O ra KOH cộng hiđro thì bạn cứ bằng nha. K1 1 về hiđro gây 2, đây 1 rồi, đây 2. Vậy mình phải nhân 1 phần 2 để ra 1, đây 1 thêm 1 nữa ra 2. Oxy 1 1 bằng. Được chưa? Đó, 1 là các bạn có thể cân bằng theo kiểu phân số, 2 là các bạn có thể cân bằng theo kiểu số tự tự nhiên nha các bạn. Hai các ngày đều có thể. Chương trình lớp lớn thì nó sẽ dùng phương pháp cân bằng của cái mình đang chỉ. Được chưa? Rồi, tiếp theo tương tự Ba cộng nước kim loại cộng nước ra bazơ cộng hiđro thì Ba 1 1 què hiđro 2 nè, đây 2 gây 2 gọi là 4 mà đây 2 thêm 2. Điểm oxy 2 2 què. Được chưa? 2 2 què. Rồi, mình kiểm tra lại, để kiểm tra các bạn kiểm tra cái số oxy. Đây 1 nhân 2 ra 2, đây 2 nữa què. Khi què oxy rồi là các bạn đã hoàn thành nha các bạn. Rồi, thì tương tự bài D các bạn giải giúp mình. Rồi các bạn comment cái hệ số trước hàng Fe2O3 hiđro Fe và nước giúp mình. Thì mình tổng kết lại lần nữa để cân bằng phương trình hóa học một lớp 8 một cách nhanh gọn lẹ thì các bạn nhớ giúp mình hai cái kiến thức nền, đó là dãy kim loại. Khi nào cần may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu học cột giúp mình dãy kim loại để biết phân biệt giữa kim loại và phi kim một cách dễ nhất. Thứ hai là các bạn cân bằng dựa vào nhóm kim loại phi kim và hiđro và tớ oxy. Nhóm kim loại phi kim và hiđro và tớ oxy. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.